Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào các bạn đã quay lại những cái tuyệt phẩm tại kênh Cương Lao. Và như các bạn biết, nếu các bạn nào biết về bán pick hoặc các bạn đã từng là một lần biết thì nhìn sơ qua cái đội hình này thì các bạn đang bị gặp một cái lỗi sai. Đó chính là trong một trận đấu mà có đến 5 vị tướng khắc chế thì bản pick là một điều bán pick rất là sai. Trong trận đấu này mình pick Elendor và chắc chắn rồi, Cavani, Lumiamu, Rassen, Nelza, 5 vị tướng này cho nên 5/5 đều khắc chế Elendor. Thì khắc chế và counter nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn đánh kiểu mèo gì các bạn cũng đánh được nó cả. Cứ combat là chết. Đấy. Thì một trận đấu mà các bạn có ba là chết thì sẽ chơi như thế nào? Và chỉ cần các bạn đánh theo một trận đấu thông thường, các bạn sẽ thua tầm 8. Nói chung là mình không chắc chắn 100%, nhưng bạn không làm được gì trong trận đấu này. Nghĩa là 4-5 trận đấu này nếu các bạn cầm Elendor. Đấy. Rồi, vậy thì clip này mình sẽ gửi gắm cho các bạn một cái chiến thuật gọi là cực kỳ gọi là đẳng cấp luôn. Nhưng mà trước khi đến với đẳng cấp này thì các bạn đừng quên rằng bạn đang có nhu cầu mua nick thì hãy nhắn tin vào Zalo. Và Zalo này mình chỉ bán nick trên 700.000 trở lên các bạn nhé. Còn dưới thì các bạn hãy vào shop.vn để các bạn lừa cho dễ. Đấy. Và đặc biệt rằng các bạn nào mua nick thì các bạn hãy nhắn tin cho mình. Các bạn thích skin nào, yêu cầu như nào. SSS thì chắc chắn là phải tiền triệu các bạn nhá. Ví dụ như ná về thân thì chỉ có tầm 2 triệu trở lên mới có ná về thân thôi các bạn ạ. Chứ các bạn đừng có nói là anh ấy 700k bán cho em cái skin SSS thì mình không có đâu. Rồi. Mình sẽ tập trung vào trận đấu các bạn nhá. Trong trận đấu này thì khi gặp một 5 vị tướng counter thì các bạn sẽ đánh như thế nào? Trận đấu này mình sẽ phân tích cho các bạn xem. Chắc chắn rồi, Elendor clip trước mình nói có mắt tổng không tốt, đặc biệt là con mắt đường rồng không tốt, nhưng bắt buộc phải ăn mục tiêu đầu tiên, đó chính là con rồng. Khi Elendor chơi thì bắt buộc rồi, phải ăn các mục tiêu lớn. Rồi, trong clip này thì cặp đối đầu là Cafeni và Sennel đối đầu với Esu và Anate. Thì cặp đối đầu này thì để mà nói thì gọi là ngáng cơ đấy, nhưng làm thế nào để giúp cho thằng Esu nó thắng được, làm thế nào để giúp thằng Esu nó đẩy được. Đấy, thì trong cái trận đấu này, một muốn các bạn thằng Esu nó ấy được đường ấy thì chắc chắn mình sẽ phải cố gắng ăn con rồng. Đây, mình sẽ cố rỉa máu tuyệt đối của thằng Sennel để đuổi tím nó ra khỏi cái con rồng này. Đây, mình sẽ bắn hết sức có thể. Rồi, mục đích của mình không phải ăn mạng mà để đuổi team địch về và ăn cho mình con rồng này. Và trận đấu này, nếu mà team địch kết hợp con gián và Sennel thì là một bộ đội bất tử rồi. Combat 100% team mình thua. Vậy thì trận đấu này mình sẽ chơi theo chiến thuật gì? Đẩy trụ. Mà đẩy trụ mình đẩy không? Không đẩy. Sẽ để cho Esu làm điều đấy. Muốn làm Esu làm điều đấy thì như nào? Nếu mình đi gánh đường rồng, ép trụ đường dưới thì không thể. Lumia nó sẽ xuống thủ trụ. Vậy thì còn cách nào ạ? Còn cách nào? Có cách nào các bạn? Trong trận đấu này các bạn thử suy nghĩ cho mình xem. Làm thế nào để cho thằng Esu đẩy được trụ phía dưới? Nếu thằng Sennel vẫn ở dưới, nếu thằng Lumia vẫn cứ gánh. Ôi giời ơi, cái pha này rồi, sóng rồi. Đây đây, con bướm bay bướm rồi, con chứa một bay qua anh em. Đấy. Mới có bắt 3-3-1-4. Đấy các bạn, đơn giản như vậy thế nào. Mà các bạn thấy chưa? Cứ gặp cao tứ các bạn đánh kiểu gì các bạn còn thua. Đấy, vừa sơ sẩy phát gần chết. Rồi. Được rồi nhá, hôm nay dư các bạn suy nghĩ đủ chưa? Đó chính là, ôi giời, xong rồi, ôi giời, tốc biến thế này xong. Đã gặp cấu tớ thì cái kiểu gì cũng chết. Đấy, các bạn đã ra cái bài toán được chưa? Đó chính là chiến thuật gì ạ? Dương đông kích tây các bạn nhá. Cái bài toán hôm nay chúng ta sẽ giải ra làm như thế nào? Để thằng Sennel nó bay đi. Để cho Esu và Anette ở lại 2v1 với thằng Cavani. Vậy còn cách gì ạ? Đường top. Còn một cái đường top, à các bạn đừng quan tâm cái mảng nhá. Trận đấu này mình sẽ đánh chiến thuật chứ không ăn mảng khó lắm. Toàn là vì tưởng counter các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đánh đường kinh công này để đánh làm thế nào? Để Sennel nó bay. Để Sennel nó bay lên đường top. Và còn một mình là Cafeni ở dưới. Và thằng Esu và Anate sẽ ăn được. Đánh nhau được cái trụ và thậm chí có thể là đổi cái trụ rồng. Để
ăn được cái trụ rông để chúng ta mất cái trụ tốt đấy, thậm chí chúng ta đánh đồ như vậy luôn. Đấy là chiến thuật các bạn nhé. Làm như thế nào ạ? Trong một trận đấu ESU mạnh đấu game thì chúng ta phải tạo điều kiện cho thằng ESU di chuyển càng nhanh càng tốt. Vì các bạn biết rồi, khi ESU mà nó sánh nó có lợi thế hơn thằng xạ thủ bên kia ấy, thì chỉ cần ESU và NST thôi, nó sẽ lấy được rất nhiều cái lợi thế. Và đây là cái chiến thuật dương đông kích tây. Rồi, mình farm xong tớ này, mình sẽ đi lên đường rồng và mình sẽ cố gắng đánh nhau nhất có thể. Mặc dù nói chung là mình thậm chí không biết có chết hay không, nhưng mình sẽ làm mọi cách để nó xén neo, nó bay lên đường này và để ADCP ở dưới đánh. Đây là chiến thuật các bạn hãy nhìn nha. Rồi, thằng Murat đây, 2v2, thằng có biết thằng Gian ở đây không? Hiện tại mình thằng Murat ở trên đường này, mình sẽ cố gắng đánh để nó xén neo bay. Rồi, Murat, rồi, thế là Gian, 2-2 ở đây. Từ từ, ta cứ đánh vào cái con bùa đỏ này đi. Mình chết cũng được, nhưng để thằng xén neo nó bay. Đây, đường lính của team mình đang lên. Rồi, đang đánh nhau rồi. Ok, xén neo bay chưa? Chưa, từ từ, ôi dồi, cái phải nó chết rồi, mấy của anh em mới cứu. Rồi, ok, từ từ, xén neo bay chưa? Rồi, xén neo bay rồi. Thành công. Quá thành công. Các bạn hãy nhìn phía đường dưới của team mình một cái nhá, nhìn đường dưới nhá. Team mình đang đầy trụ nè, team mình đang đầy trụ. Các bạn nhìn bản đồ con nhá. Phải gắng nhìn bản đồ con đấy. Đấy, team mình đang đầy trụ nhá. Và thằng Caffini thì chắc chắn rồi, như nào rồi? Chắc chắn không cần chết được. À, chết rồi. Đầy trụ. Rồi, chúng ta sẽ đầy được cái trụ rông, đổi được trụ rông, mất được kinh công. Đó là cái điều mà mình tính toán. Tại vì sao như vậy? Chỉ cần cho ESU di chuyển các bạn nhá. Thằng ESU không nằm ở đường rông nữa, mà nó sẽ di chuyển ra mid, di chuyển ra được kinh công để lấy những cái trụ bậc thêm. Khi có những cái trụ bậc thêm thôi thì team địch đã bị ăn vào cái chế độ Snowball và kết thúc trận đấu luôn. Đấy. Và các bạn hãy nhìn cái cách mình làm. Mình không có đánh nhau nhiều. Mình chỉ đi những cái gọi là chiến thuật của mình thôi. Đi để có lợi thế. Và mình tuyệt đối là ăn những cái gọi là mục tiêu lớn như con rồng. Con rồng rất là quan trọng. Giúp cho team mình gánh. Đấy. Giúp team mình xanh ở đâu ghê. Đấy các bạn thấy chưa? ESU đấy. Nó di chuyển đấy các bạn đấy. Đấy. Đây là một rank đớn nha. Mà tất cả nó nằm trong cái sự tính toán của mình luôn. Đấy. Chỉ cần thằng ESU nó di chuyển các bạn ạ, là có lợi thế rất là nhiều. Không cần biết thằng ESU đánh hay không. Ôi giời, đừng. Tha em. Ôi giời, sóng được tiếp biến. Ôi giời, là hai mảng. Không sao. Hãy nhìn tí mình đi. ESU làm rất nhiều, gia ta làm rất nhiều. Và chúng ta lại có thêm một cái đường nào ạ? Đường trụ kinh công các bạn nhá. Và thậm chí lỡ sửa thằng ESU mà phám tốt ấy, ăn được cái trụ mid này, không biết ESU ăn không? Khả năng không ăn. Ăn không? Nếu không ăn thì tí mình đã có trụ đường kinh công. Rồi. Đấy. Nói chung cái chiến thuật của mình đã thành công rồi. Đến đấy đã thành công rồi. Cho thằng ESU di chuyển sớm nhất có thể. Đấy, nó di chuyển ở phút thứ tư đấy các bạn. Thứ tư. Đấy, có thêm cái trụ kinh công. Và có trụ kinh công thì chắc chắn sẽ có trụ mid. Mà khi có trụ mid, chỉ cần một pha combat, mình sẽ ăn cái con tha thân là xong game. Ok chưa? Đấy. Cho nên khi tất cả các bạn gặp một cái trận đấu các bạn, những bạn nào chơi Elan đó, các bạn vào xem clip này thì các bạn cảm nhận rằng đây phải là một trận đấu chiến thuật đẳng cấp không? Tất cả nằm trong cái sự tính toán của mình. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng cặp đôi xén neo gian ấy, nó kết hợp lại với nhau, các bạn không bao giờ có mắt này nó, không bao giờ có mắt tổng này nó. Mình thề các bạn một điều luôn, các bạn đánh nhau cái kiểu gì cũng đánh được nó. Thằng gián can quét vào xén neo búp máu, ôi dồi ôi, làm sao mà đánh được các bạn. Đấy, cho nên clip này mình đã tận dụng được team mình có ESU mạnh đâu game. ESU là một vị tướng đầy trù bậc thêm cực kỳ mạnh. Đấy, cho nên mình đã tận dụng và mình sẽ tạo điều kiện cho thằng ESU di chuyển. Đấy, 10 phút thứ 4 ESU di chuyển mà 3 phút nó lấy được 3 trụ bậc thêm rồi. Thì bây giờ mình sẽ chờ cái con ta thân này ra. Mình ăn một phát đầy. Và khả năng là thắng luôn đó các bạn ạ. Có ESU rồi, cái pha này mình giết được thằng này nữa rất tuyệt vời. Rồi, đây. Nó chém rồi, thằng này chết. Rồi, biển bóng về, ngon lành. Bắt lẻ một thằng rồi, ok, mình sẽ ăn những cái mục tiêu các bạn nhá. Bình tĩnh. Rồi, ăn cái con bùa đỏ này phát. Rồi, thằng ESU đây các bạn. Nó chỉ cần đừng ngắm, nó tạo rất nhiều áp lực. Rồi, quá đây ta ăn thêm cái trụ này nữa nào. Có ai không? Rồi, ăn được cái trụ này không? Khả năng không ăn được, mình sẽ phát, tập trung phát. Rồi, tí mình ăn con ta thân nhỏ rồi, ăn nè. Ăn con ta thân nhỏ thì sẽ đẩy, một cái pha này sẽ đẩy các bạn nhá. Rồi, đây sẽ đẩy luôn cái pha này. Rồi, cá sấu một tuổi đã bị tiêu diệt. Rồi, ok, gọi luôn. Và như nào ạ? Tập trung đánh luôn cái pha này cho mình. Tập trung ép luôn pha này cho mình. Khi ESU đang còn hắng máu thì hãy ép đi. Ôi thằng Murat thì còn như phế vật rồi. Rồi ok các bạn nhá. Đấy. Một trận đấu easy chứ. Chiến thuật của mình là thành công ở phút thứ tư rồi.
thì đạt thành công thì sẽ thắng đấy các bạn. Đấy, dài gì có mắt tổng làm gì? Chúng ta là làm gì? Chiến thuật sinh ra là để khắc chế những cái trận đấu khó thôi các bạn ạ. Đấy, còn những trận đấu mà các bạn bán pick các bạn thắng ngay từ đầu rồi thì nói làm gì nữa. Rồi cà phê ní này, rồi team đã tập trung đánh nào, đánh nào. Con rồng này vẫn có con rồng đấy. À không sao, mình còn ba cái con quả nhỏ nữa. Quả nhỏ lớn nữa. Rồi, cái trụ nhá. Mục tiêu là cái trụ nhá, không quan tâm đánh nhau nhá. Tuyệt vời, ăn cái trụ rồi. Con bát lao lên. Đây rồi, mình được bắn rồi. In game. Và clip này đã kết thúc và hẹn gặp tất cả các bạn ở clip sau với tất cả bạn ấy mai. Yêu bye bye.